Xin trân trọng kính chào quý đệ tớ Chúa, quý cụ, quý bà và tất cả các anh chị em. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang bước vào những ngày để kỷ niệm về sự thương khó của Chúa chúng ta. Đây là cơ hội để quý bà chị em và tôi có cái dịp nhìn lại, tra xét lại đời sống của chính mình trước tình yêu và sự hy sinh lớn lao mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cảm ơn Chúa đã cho ban cầu nguyện của Hội Thánh có được một tuần lễ bồi linh đặc biệt này. Chúng ta cùng suy gẫm đọc phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng để chúng ta suy gẫm trong thời giờ buổi sáng hôm nay. Ở trong Matthew đoạn 26, từ câu 36 đến câu 56. Tuy nhiên tôi xin đọc chỉ từ câu 36 đến câu 46. Xin Hội Thánh cùng theo dõi lời Chúa trong Matthew đoạn thứ 26. Tôi xin đọc từ câu 36 đến câu 46. Rồi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Gethsemane. Ngài phán rằng: "Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia." Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Sê-bê-đê đi với mình. Tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ngài bèn phán: "Linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta." Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: "Lại, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha." Kế đó, Ngài trở lại với môn đồ, thấy đang ngủ, thì Ngài phán cùng Phi-e-rơ rằng: "Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào trước cám dỗ, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối." Ngài lại đi lần thứ hai, mà cầu nguyện rằng: "Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên." Ngài trở lại nữa, thì Ngài thấy môn đồ còn ngủ vì mắt họ đã đừ quá rồi. Đoạn, Ngài bỏ họ lại mà đi cầu nguyện lần thứ ba và lập xin như lời trước. Rồi Ngài đi đến nơi, đến với môn đồ mà phán rằng: "Bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư? Này, giờ đã gần tới, con người sẽ bị nộp trong tay kẻ có tội. Hãy chờ dậy, đi hè, kìa kẻ phản ta đến kìa." Thưa Hội Thánh, khi chúng ta có cơ hội nhìn lại, hồi tưởng lại chặng đường thương khó mà Chúa của chúng ta đã trải qua, thật có rất nhiều những sự dạy dỗ, những bài học ở cho mỗi đời sống của chúng ta. Tuy nhiên trong thời giờ buổi sáng hôm nay, tôi muốn cùng với Hội Thánh suy nghĩ, học hỏi xoay quanh những gì đã xảy ra ở trong vườn Gethsemane dựa trên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc. Thưa Hội Thánh, chính tại vườn Gethsemane chúng ta thấy rõ sự cám dỗ mà Chúa phải đối diện. Chúng ta cũng thấy rõ nỗi cô đơn, đau buồn khi các môn đệ của Ngài là những người rất là gần gũi thân tín với Ngài cũng đã rời bỏ Ngài. Nhưng cũng chính tại Gethsemane chúng ta nhận thấy được sức mạnh của tình yêu và lòng nhân từ của Chúa, và nhất là sự hoàn toàn đầu phục ý muốn của Cha, để nhờ đó mà ngày hôm nay chúng ta được tha tội và chúng ta hưởng được sự cứu rỗi phước hạnh ở trong Ngài. Thưa Hội Thánh, chắc chắn không ai trong chúng ta có thể hành động phản ứng như Chúa Giêsu đã làm ở tại vườn Gethsemane. Nhưng là những người theo Chúa, là những môn đệ của Chúa, thì xin Chúa cho chúng ta, xin Chúa dùng lời của Chúa ở đây để giúp cho mỗi chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình và học theo gương của Chúa, để càng ngày chúng ta càng trở nên giống với Chúa hơn trong tình yêu, trong sự hy sinh và nhất là trong sự vâng phục ý muốn của Cha một cách trọn vẹn. Có ba điều mà tôi muốn cùng được học hỏi với Hội Thánh buổi sáng hôm nay. Trước hết, Gethsemane là nơi mà Chúa Giêsu phải đối diện với sự cám dỗ, sự cô đơn và sự phản bội. Như chúng ta biết, Gethsemane là một khu vườn nằm ở phía đông thành Salem, gần bên núi Olive. Đây là nơi mà Chúa Giêsu cùng các môn đệ thường lui tới để nghỉ ngơi và để cầu nguyện. Tên của Gethsemane có nghĩa là bể chứa ô liu hay là bàn ép dầu. Một cái tên mang ý nghĩa của một cái sự đau đớn, một cái sự áp lực mà Chúa phải gánh chịu ở tại khu vườn này. Chúng ta thấy được gì ở đây? Tại đây chúng ta thấy sự cám dỗ
và nỗi đau thương lớn nhất mà Chúa phải đối diện. Theo quý cụ quý ông bà anh chị thì cái sự cám dỗ và đau đớn, đau buồn nhất mà Chúa chúng ta phải đối diện là gì? Đến nỗi Ngài phải nói trong câu 38 rằng linh hồn ta buồn bực cho đến chết. Cái sự đau đớn nào mà khiến cho linh hồn của Chúa buồn bực cho đến chết vậy? Chắc chắn trong đời sống chức vụ của Chúa trước đó, Ngài chưa bao giờ đối diện với một sự đau buồn nào như vậy. Có phải đó là cái sự đau đớn về thể xác, sự sỉ nhục mà Chúa phải gánh chịu không, thưa quý mạng chị? Mặc dù chúng ta biết rằng Chúa cũng mang lấy thân xác con người như chúng ta, cho nên sự đau đớn đến với Chúa là điều tự nhiên, chứ không phải là Chúa cho nên cái sự đau đớn nó không ảnh hưởng gì đến với Ngài. Ngài cũng mang thân xác hoàn toàn như con người của chúng ta. Nhưng thưa Hội Thánh, sự đau đớn khủng khiếp mà Chúa phải gánh chịu, đó là sự kiện Ngài phải gánh hay là Ngài phải mang lấy tội lỗi vì chúng ta. Một Đức Chúa Trời thánh khiết, một Đức Chúa Trời tuyệt đối công bình lại phải gánh lấy cái sự rủa xả của luật pháp bởi vì tội lỗi của nhân loại. Trong đó có tôi, có quý mạng chị em. Thưa Hội Thánh, đứng trước sự cám dỗ, đau buồn khốc liệt này, chẳng có một ai, chẳng có kể cả những môn đệ thân tín, những người rất là gần gũi với Chúa, lúc bấy giờ cũng như Ngài, chúng ta ngày nay có thể cảm thông và chia sẻ được với Ngài. Chúng ta có thể chỉ là những người đứng ở bên lề của sự kiện đó mà thôi. Nhưng Chúa chúng ta phải đối diện với cái thử thách ấy một cách trọn vẹn. Và chính vì vậy cho nên Ngài mới có thể cảm thông với chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh đau buồn nào. Như lời của Chúa trong Hebrew đoạn 4 câu 15-16. Và thưa quý bạn chị em, điều này an ủi khích lệ chúng ta. Vì nếu Chúa mà còn phải chịu cám dỗ thử thách thì chúng ta không có lý do gì để có thể được miễn trừ khỏi điều này. Tuy nhiên, điều khích lệ chúng ta lớn lao hơn nữa đó là vì Ngài đã trải qua mọi sự cám dỗ, thử thách, cho nên Chúa có thể cảm thông với chúng ta ở trong bất cứ những cái hoàn cảnh nào, bất cứ những đau buồn, những thử thách nào đến với chúng ta. Và nếu Ngài đã chiến thắng thì chúng ta tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể vượt qua và chiến thắng khỏi những cái thách thức, những hoạn nạn khó khăn xảy đến trên cuộc đời của mình. Tại đây chúng ta cũng thấy không một ai gần gũi chia sẻ cảm thông với Ngài. Và trái lại, chính các môn đệ là những người gần gũi với Chúa thì đã rời bỏ Ngài. Có người chối bỏ Ngài, có người phản bội lại với Ngài. Thưa Hội Thánh, có lẽ hơn lúc nào hết, đây là lúc mà Chúa cần được sự cảm thông của các môn đệ và cần họ ở bên cạnh để cùng thỉnh thức cầu nguyện với Ngài. Thế nhưng các môn đệ đã mệt mỏi và lui đi. Trong câu 36 cho thấy rằng Chúa bảo họ hãy ngồi đây đợi Ngài đi cầu nguyện. Nhưng và trong câu 37-38 thì Chúa đem ba môn đệ thân tín nhất để họ ở với Ngài. Nhưng trong câu 40-43 cho thấy rằng tất cả họ đều mệt mỏi và buồn ngủ. Mặc dù Chúa đã tha thiết nói với Phi-rơ rằng thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được sao? Chỉ trong một giờ thôi hay là trong một khoảng thời gian rất là ngắn nhưng mà nó quyết liệt vô cùng. Nhưng chẳng một môn đồ nào có thể tỉnh thức với Chúa được cả. Thưa Hội Thánh, thưa quý cụ, quý bà, chị em, chúng ta cũng vậy. Chúng ta dễ dàng để nói với Chúa rằng Chúa ơi, con trung thành với Ngài, con sẵn sàng theo Ngài. Nhưng khi thử thách xảy đến, chúng ta đều thất bại thảm hại. Trong câu 48-49 cho thấy Giuđa là môn đệ gần gũi với Chúa, thế nhưng ông đã dùng chính nụ hôn là một dấu hiệu để bày tỏ tình yêu, để bày tỏ cái sự kính mến đối với thầy của mình, nhưng mà ông đã dùng điều đó để phản bội với thầy mình. Giuđa đã khinh thường những đặc ân mà Chúa ban cho và đánh mất đi những cơ hội quý báu. Đúng hơn là ông đã đánh mất cả cuộc đời của mình. Có lẽ chưa có ai đóng kịch hay bằng Giuđa. Bởi vì ngay trong đêm Chúa rửa chân cho các môn đệ, khi Ngài nói rằng sẽ có một kẻ phản ta, thì Giuđa vẫn đồng thanh với các môn đệ để hỏi với Chúa gì? Có phải tôi không? Giuđa thừa biết rằng trong lòng của ông đã có những cưu mang đó, nhưng đến bây giờ ông vẫn đóng kịch để hỏi với Chúa rằng Chúa ơi, có phải tôi không?
Giờ đây ông vẫn dẫn đoàn người đến bắt Chúa, và ông vẫn bày tỏ một cái vẻ rất là thiêng liêng kính trọng, nói với Chúa rằng: chào thầy, xin Chúa giúp cho tôi và quý bạn chị em chân thật với tấm lòng của mình. Có điều gì giả dối ở trong đời sống của chúng ta không? Có lĩnh vực nào hoặc lớn hoặc nhỏ trong đời sống của tôi, của quý bạn chị em đã phản bội lại với Chúa của chúng ta không? Chúng ta cần biết rằng không phải chỉ khi chúng ta bán Chúa, chỉ khi chúng ta chối Chúa mới là phản bội. Nhưng mà chúng ta không trung thành với Ngài cũng là một hình thức để phản bội. Chúng ta làm cho danh của Chúa bị sỉ nhục bởi nếp sống không xứng đáng của chúng ta cũng là một hình thức phản bội Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có cơ hội để nhìn lại qua sự thương khó của Chúa. Không phải chúng ta chỉ đau buồn, chỉ thấy tội cho Chúa của mình phải chịu điều này, điều khác. Nhưng đó là dịp để tôi và quý bạn chị em nhìn lại, tra xét lại. Sự thương khó của Chúa như là một cái lăng kính để qua đó chúng ta có thể nhìn thấu suốt vào ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta nhìn lại đời sống của chính mình, ăn năn trước những sai trật trước khi chúng ta không còn cơ hội. Thưa Hội Thánh, chúng ta đã nói đến điều trước hết, đó là Gethsemane là nơi mà Chúa phải đối diện với sự cám dỗ, sự cô đơn và sự phản bội. Điều thứ hai đó là Gethsemane là nơi mà tình yêu và lòng nhân từ của Chúa được bày tỏ mạnh mẽ nhất. Ngài vẫn đầy lòng nhân từ đối với người đã cam tâm phản bội và bán Ngài. Thưa Hội Thánh, nếu chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu, bị môn đệ thân yêu tránh né, lui đi, có kẻ đã phản bội, chối bỏ Ngài, còn cha thì lìa bỏ mình, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào ở trong hoàn cảnh đó? Có lẽ chúng ta cay đắng, chúng ta giận dữ, chúng ta cảm thấy buồn, trách Chúa, chúng ta trách cho những người khác tại sao lại đối xử tệ bạc với mình. Nhưng đối với Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane, Ngài đã làm gì? Trong câu số 50, Chúa Giêsu vẫn đầy lòng nhân từ mà nói với Giuđa rằng: bạn ơi, vậy thì vì việc này mà ngươi đến đây sao? Trong giờ phút đó, Ngài vẫn không giận dữ để tỏ thái độ đối với Giuđa, nhưng Ngài vẫn bày tỏ một thái độ rất là nhân từ với Giuđa. Tình yêu của Chúa vẫn không thay đổi, và thậm chí sau đó khi bị đóng đinh treo đi thập tự giá, thì thay vì buồn giận những người đối xử tàn ác đối với Ngài, thì Chúa cầu nguyện với cha rằng: lạy cha, xin tha cho họ. Chúng ta cũng thấy tại đây Ngài luôn yêu thương bảo vệ môn đệ của mình khỏi những hiểm nguy. Khi Chúa bị bắt, Ngài không lo sợ cho cái tính mạng của mình, không lo sợ cho sự an toàn của mình, hay là tìm cách để tránh né, nhưng mà Ngài lại lo bảo vệ cho các môn đồ. Trong Giăng đoạn 18, câu 8, câu 9, Chúa Giêsu đã nói gì? Vậy thì nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Thưa Hội Thánh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tình yêu và lòng nhân từ của Chúa vẫn không hề thay đổi. Ngài bảo vệ những người theo Ngài để họ có sự bình an, không chỉ về phương diện tâm linh mà cả về phương diện thuộc thể nữa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một cứu Chúa tuyệt vời. Chẳng có quyền lực nào có thể ngăn trở, ngăn cách tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Như lời sứ đồ Phaolô đã nói trong Roma đoạn 8, câu 31-39: bất kỳ việc gì, sự chết, việc hầu đến, bề cao, bề sâu, không có bất cứ điều gì có thể ngăn trở, ngăn cách tình yêu của Ngài đối với chúng ta cả. Và điều thứ ba, điều cuối cùng chúng ta học thấy ở đây, chúng ta đã nói đến Gethsemane là nơi mà Chúa phải đối diện với sự cám dỗ, cô đơn và phản bội. Gethsemane cũng là nơi mà tình yêu và lòng nhân từ của Chúa được bày tỏ một cách mạnh mẽ nhất. Nhưng Gethsemane cũng là nơi mà Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục ý muốn của cha. Qua lời cầu nguyện, thuần phục, sẵn sàng nhận lấy chén đau thương. Thưa Hội Thánh, có thể nói rằng sự vâng phục của Chúa Giêsu đối với ý chỉ của cha đã bày tỏ một cách mạnh mẽ nhất qua cái lời cầu nguyện của Ngài tại vườn Gethsemane. Qua những lời cầu nguyện này, sứ đồ Matthew đã cho chúng ta thấy rõ được cái mức độ đầu phục của Chúa Giêsu.
Bắt đầu ở trong câu 39, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Cha điều gì? Ngài nói rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Thưa Hội Thánh, tại sao Chúa lại nói điều đó? Có phải Ngài muốn thối lui chăng? Có phải đối diện với thập tự giá, đối diện với sự nguy hiểm, Ngài muốn thối lui chăng? Không, rõ ràng không phải như vậy. Bởi vì Chúa đã đến để tìm và cứu. Rõ ràng Chúa không tìm cách để thoát khỏi thập tự giá, vì Ngài biết rõ rằng mục đích của Ngài đến trần gian là để tìm và cứu chúng ta. Mục đích của Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Vậy thì chén ở đây có nghĩa gì? Thưa Hội Thánh, chén ở đây trước hết biểu hiện cho tội lỗi. Dĩ nhiên không phải tội lỗi của Chúa, bởi vì Ngài là đấng hoàn toàn vô tội, nhưng của cả nhân loại, và trong đó có mỗi một người trong chúng ta. Tội lỗi đó chất ở trên thân thể của Ngài. Và chén ở đây cũng chỉ về sự đau đớn mà Chúa Giêsu phải chịu ở trên thập tự giá, bởi vì cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đấng công bình, và khi Ngài bằng lòng gánh tội lỗi cho chúng ta, thì Ngài phải bằng lòng mang lấy tội lỗi, thì Ngài phải đối diện với sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và chén ở đây còn chỉ về sự đau khổ về tâm linh mà Chúa phải đối diện, bởi vì Ngài phải bị Cha lìa bỏ. Thưa Hội Thánh, đối diện với chén đắng hay là chén đau thương như vậy, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài đã cầu nguyện với Cha, hàm ý rằng không phải là Ngài muốn thối lui, nhưng Ngài muốn nói với Cha rằng: Cha ơi, nếu có một cái phương cách nào đó khác để những tội nhân được cứu thay vì con phải lên thập tự giá, thì xin Cha hãy bày tỏ ngay bây giờ. Nhưng trong mọi sự đó, con muốn mọi người biết rằng con không bao giờ đi ngược với ý Cha cả. Đó là cái lời cầu xin của Ngài. Nếu có một cách nào khác để có thể cứu được con người, nhưng mà con không phải gánh lấy cái tội lỗi kinh khủng này phải ở trên thập tự giá, thì xin Cha bày tỏ. Nhưng trong mọi sự, con muốn mọi người biết rằng con không bao giờ đi ngược lại với ý Cha. Và câu trả lời là gì, thưa Hội Thánh? Không có một câu trả lời nào cả. Cả thiên đàng yên lặng, vì không có một phương cách nào khác ngoài việc Chúa Giêsu phải chết trên thập tự giá để có thể cứu rỗi nhân loại, cứu mỗi chúng ta. Đây cũng là điều mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Khi chúng ta làm chứng, khi chúng ta bày tỏ, thì hãy nhớ rằng trọng tâm của tin lành đó là sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu. Ngoài sự chết của Chúa ra, không có một phương cách nào để có thể đem chúng ta trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Rồi sau đó, Chúa trở lại thấy các môn đồ ngủ trong câu 42. Ngài lại đi lần thứ hai cầu nguyện. Lần này lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã thay đổi. Ngài nói gì? Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Tại đây chúng ta thấy rõ lời cầu nguyện của Chúa đã bày tỏ cái sự thuận phục của Ngài một cách hoàn toàn. Và trong câu 43, lần thứ ba ở trong câu 44, Chúa Giêsu cũng lặp lại lời cầu nguyện đầu phục nữa, đó là xin ý Cha được nên. Thưa Hội Thánh, mỗi khi chúng ta đứng trước những nan đề hay những tranh chiến ở trong cuộc sống của chúng ta có cầu nguyện như Chúa Giêsu đã cầu nguyện không? Tôi biết trong vòng con cái của Chúa, đối diện có những người đối diện với những khó khăn, với những điều bất công ở trong cuộc đời này. Chúng ta cảm thấy khốn khổ, chúng ta muốn tranh đấu, chúng ta muốn đòi hỏi điều gì đó. Nhưng qua lời của Chúa, qua tấm gương của Chúa Giêsu là đấng Ngài có trọn quyền ở trong tay, nhưng mà Ngài đã hoàn toàn vâng phục ý muốn của Cha, để nhờ đó mà chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện một cách hoàn toàn. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúa muốn dùng mỗi cuộc đời của chúng ta để hoàn tất những chương trình lớn lao cho Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó tùy thuộc vào chúng ta có tin cậy Chúa, chúng ta có vâng phục ý muốn của Chúa một cách trọn vẹn không. Và qua cái hành động sẵn sàng, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta thấy qua hành động sẵn sàng làm trọn ý muốn của Cha. Nhưng ý chỉ của Đức Chúa Trời là gì, thưa Hội Thánh? Mục đích Đức Chúa Trời là sai con Ngài đến thế gian để chịu đau đớn và chết. Để làm gì? Trong câu Ê-sai 53 câu 10, đó là để bày tỏ một điều rất kỳ lạ. Đức Giê-hô-va lấy lòng vừa ý mà làm tổn thương người. Có nghĩa là rằng ý muốn của Cha đó là Chúa Giêsu phải chịu đau đớn. Không có một cách nào để có thể cứu được con người mà Chúa không phải chịu đau đớn và chết cả. Và chết trên thập tự giá.
Tại sao Ngài phải làm điều đó? Giăng đoạn 3 câu 16 cho chúng ta thấy rõ. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Tình yêu đó phải được bày tỏ, phải được minh chứng. Và bằng chứng của tình yêu đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao mà Đức Chúa Trời đã dành cho chúng ta. Vẫn ý muốn của Đức Chúa Cha là Chúa Con phải gánh thay tội lỗi của con người để con người không còn chết trong tội lỗi. Thưa Hội Thánh, tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta quá kỳ diệu. Sự hy sinh của Ngài cho chúng ta quá lớn lao. Đối với Chúa Giêsu, điều mà Ngài quan tâm hơn cả không phải là quyền phép, không phải là sự thành công, nhưng mà là ý muốn của Cha. Ngài muốn Cha vui lòng. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay thì sao? Chúng ta mong muốn được sự thành công, chúng ta mong muốn được một người biết đến, chúng ta muốn được điều này điều khác, hay là chúng ta muốn Cha vui lòng vì chúng ta vâng phục ý muốn của Cha một cách trọn vẹn? Ước mong trong dịp suy niệm về sự thương khó phục sinh, không phải chỉ là một lễ nào đó, nhưng chúng ta có những cơ hội, những dịp tiện để tôi và quý bà chị em lắng lòng lại qua sự thương khó của Chúa, qua sự phản bội mà Ngài đối diện, qua sự vâng phục ý muốn của Cha, để mỗi người trong chúng ta có thể nhìn lại, tra xét đời sống của chính mình. Xin Chúa cho chúng ta càng giống với Chúa hơn trong sự vâng phục ý muốn của Cha, để qua cuộc đời của chúng ta, danh của Chúa được tôn cao và nhiều người được kéo đến với Ngài. Amen.